chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh channel của mình. Hôm nay mình sẽ swatch bộ son mới nhất đến từ nhà Merzy, dòng Blur Fitting. Khi vừa thấy hãng cho ra mắt bộ son này, mình đã đặt mua ngay nhưng rất tiếc là màu số 3 đã hết sạch hàng mất rồi. Bộ son Blur Fitting của hãng có tổng cộng là 8 màu nhưng hôm nay mình chỉ swatch 7 màu thôi nhé. À, video này sẽ có clip vòng quay nên các bạn nhớ đón xem đến cuối video này nhé. Nhìn qua vỏ son lần này, hàng thiết kế thì mình không thấy có ấn tượng lắm. Vỏ được làm bằng nhựa mài lì, có thể thấy được màu son bên trong. Bên trên được in chữ Merzy Blur Fitting có phông chữ hơi Nhật Bản một chút. Điểm trừ nho nhỏ của mình đối với packaging lần này là khi vặn nắp vào thì nắp sẽ nằm bị lệch với lọ, nắp lệch hơn không nằm thẳng. Điều này chỉ xảy ra ở một vài cây son thôi. Mút son được vát xé có lỗ nhỏ giúp điều tiết lượng son được lấy ra vừa đủ. Bộ son lần này hãng mang đến với những tông màu MLBB, sẽ có những màu kiến tông da và làm xịn da đối với những bạn có warm undertone nha. Ok, không nói nhiều nữa mà mình cùng vào phần swatch luôn nhé. Màu đầu tiên là màu số 1, Uncommon Beige, là một màu nude cam pha vàng giống với màu quả quýt. Màu này khá là kiến tông da và phải make up mới sử dụng được, nhưng mà trùng hợp là màu này lại rất hợp với make up look của mình hôm nay. Sắc cam pha vàng sẽ làm xỉn màu răng kha khá đối với những bạn có men răng xỉn màu. Chất son đợt này mình lại rất ưng, mỏng nhẹ có độ blur làm đầy rãnh môi. Đối với màu số 1, khi mình chồng nhiều lớp thì vẫn xảy ra hiện tượng bị bột. Và vì màu son sáng và có ánh cam vàng nên khó che phủ màu môi thật. Màu son này thì mình thấy nếu mix lồng môi với màu số 4 thì rất là đẹp luôn. Đầu cọ hãng thiết kế lần này lượng son được lấy ra khá ít nên phải cần nhúng cọ nhiều lần để che phủ cả môi. Chắc đây là ý định của hãng vì bộ son mang hơi hướng MLBB nên lượng son được lấy ra ít nhất có thể và dùng tay để tán đều để màu son thịt vào môi thật hơn. Tiếp theo là màu số 2, Odd MLBB, cũng là một màu nude nhưng màu này là nude cánh hồng khô có pha nâu nhẹ. Đây là một màu nude rất dễ dùng, không kiến tông da cũng không làm xỉn màu da. Đây cũng là một tông màu nude làm nền rất xinh. Đối với màu này, chất son lên môi không có hiện tượng bị bột. Nếu so sánh thì mình thấy chất son này nằm giữa TCE Cloudy Tint và Black True Cream Matte Rouge. Màu son này phù hợp nhất đối với những bạn học sinh sinh viên muốn màu son thật tự nhiên như màu môi thật. Và đây cũng là dòng son dùng được cho cả mặt mộc luôn nha. Màu số 4, Joyful Cinnamon, được mix giữa tông cam cháy và đỏ. Đây cũng là màu mình thích nhất trong bảng màu lần này luôn. Màu son này phù hợp với mọi tông da, rất tôn da. Đây là một tông màu mùa thu nhẹ nhàng và phù hợp với mọi kiểu make up và cả khi để mặt mộc luôn nha. Đặc điểm mình thích nhất ở chất son lần này là dù màu có đậm đến mấy thì khi tán lên môi và dùng tay dặm nhẹ, lơ nhẹ viền một chút thì cũng đều cho một tông màu MLBB cực kỳ tự nhiên. Màu số 5, Hush Rose, màu hồng nude tông lạnh, là một lựa chọn tốt cho một màu son làm nền đối với những bạn có cool undertone. Đây là màu son lên nhạt nhất trong bảng màu. Và vì mình có warm undertone nên rất tiếc là lên mặt mình sẽ trông hơi xỉn da. Những bạn có nude da trắng sáng hợp với quần áo màu pastel và quần áo sáng màu và phù hợp với trang sức màu trắng bạc thì đây chắc chắn là màu son dành cho bạn luôn đó. Màu số 6, Amusing Pink, màu hồng tông lạnh có pha ít sắc đất, nhưng màu son này vẫn khá sáng, vẫn là màu phù hợp với những bạn có cool undertone và có nước da từ trung bình tới sáng. Khi sử dụng trên warm undertone sẽ dễ bị xỉn tông da, nhưng nếu bạn thuộc tông da ấm và vẫn muốn sử dụng son hồng thì đây sẽ là màu đỡ bị xỉn da nhất đó. Nếu 04 là một màu son của mùa thu thì 06 sẽ là một tông son dành cho mùa hè và mùa đông. Đây là màu sắc sẽ làm khuôn mặt trở nên sáng và nổi bật, tạo nên một ánh nhìn nữ tính và thanh thoát hơn đó. Màu số 7, Red Sensation, là một màu đỏ giống với màu của quả táo, phù hợp với mọi tông da kể cả warm undertone và cool undertone. Đây là một màu son nhẹ nhàng và là sự lựa chọn không phải suy nghĩ đối với những ngày nhẹ nhàng ra đường ăn sáng, đi shopping dạo phố, à mà phải là sau dịch nhé. Còn hiện tại chỉ nên sử dụng màu son này để ở nhà xem YouTube thôi. Điểm mạnh của chất son này là dù mình swatch đến cây thứ 6 rồi nhưng môi vẫn không bị sưng đâu. Lớp tinh màu cũng được tẩy trang khá dễ. Nếu bặm môi với một lớp khăn giấy thì màu son sẽ không bị xê dịch nhiều mà vẫn còn lớp tinh màu nhẹ nhàng trên môi. Và đặc biệt là dù là chất son blur nhưng sẽ không làm lộ vảy da chết của môi nhiều đâu. Nên các bạn mua khô có thể ngó nghiêng dòng son này thử nhé. Màu cuối cùng rồi đây. Màu số 8, Burgundy Edition, là một màu đỏ burgundy, là màu đậm nhất trong bảng màu lần này.
Tuy là màu son đậm nhưng khi blend đều trên môi vẫn để lại hiệu ứng MLBB mờ mờ ảo ảo nhìn cưng lắm. Và đây cũng là màu son phù hợp với mọi tông da nhé. Chốt lại bảng màu ngày hôm nay, tuy có khá ít màu trendy nhưng vụ lại là những tông màu nhẹ nhàng MLBB và chất son không thể nào chê được nữa. Đối với những ngày hè nóng bức cộng thêm phải cách ly tại nhà thì một chút son MLBB là lựa chọn hoàn hảo để mỗi lần mình tự nhìn gương, tụi mình cũng có thể tự thấy xinh đẹp và bắt đầu một ngày mới tại nhà đó. Mình sẽ điểm lại tất cả màu son và lớp thêm màu còn lại khi mình dùng khăn giấy lau đi. Hôm nay mình sẽ giveaway thỏi son màu số 5 để cho một bạn may mắn nhất có thể là tham gia vẫn như cũ. Mình sẽ để ở dưới description box để các bạn dễ tham khảo nha. Mọi thông tin và link mua hàng mình cũng để ở dưới để các bạn dễ tham khảo và lựa chọn khi shopping tại nhà nhé. Video đến đây là kết thúc rồi. Nhớ like và subscribe kênh channel của mình cũng như các trang mạng xã hội khác như Facebook và Instagram nhé. Chúc các bạn có một ngày cách ly vui vẻ và khỏe mạnh. Bye! Missing someone.